đang đến với chương trình Sang Chiến Giọng Khách. Bạn Khúc Khanh thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang quay trở lại với Sàn Chiến Giọng Hát trong tập đặc biệt tối nay. Chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng hàng tuần lúc 20:30 thứ năm trên kênh VTV3. Và thưa quý vị, một trong những tình huống hấp dẫn và lôi cuốn Khanh nhất trong Sàn Chiến Giọng Hát đó chính là các màn phân tích của các nghệ sĩ khách mời khi họ lắng nghe những dữ kiện từ các người chơi. Và điều lôi cuốn Khanh hơn nữa đó chính là những lúc họ phân tích mà kết quả lại đi quá xa. Điều đó cho chúng ta thấy được sức tưởng tượng phong phú của các nhà đấu giá đến mức nào. Và bây giờ hãy cùng Khanh theo dõi lại để xem các nhà đấu giá đã phân tích lạc trôi như thế nào. Và nhà đấu giá nào phân tích lạc trôi nhất thì chắc quý vị cũng biết kết quả rồi chứ nhỉ? Trời ơi, chương trình đâu có đưa một cái mà dễ dàng cho mấy người mà nói ra vậy. Chứ Thang là sao anh Long? Chứ Thang là sao? Thang này là bạn này hồi xưa là đen thui à. Mới sanh ra là đen thui. Ý anh là đen như Thang á hả? Đen như Thang. Rồi càng ngày càng lớn lên vẫn đen như Thang. Vẫn đen như thế. Chứng tỏ rồi, chứng minh là bây giờ vẫn đen. Thành ra vô định. Rồi vô định là đi hát. Rồi ba với mẹ nó thôi đừng đi hát con ơi. Con đen thui vậy là mà đi hát ai mà coi. Nghệ sĩ người ta phải trắng trẻo, người ta phải đẹp trai, người ta phải mướt ma. Còn con đen quá mà con đi hát cái gì. Làm cho anh này ảnh bị phân tâm. Ảnh vô định không biết là đi hướng nào. Nhưng mà cuối cùng ảnh đã cố gắng chiến thắng bản thân. Ảnh mới nói với ba mẹ rằng Michael Jackson là ngôi sao ca nhạc thì sao ba mẹ. Anh nghĩ ra ba mẹ vậy được, vậy con đi làm ca sĩ đi. Từ đó mới có ảnh đứng ở trên Sàn Chiến Giọng Hát. Dạ cảm ơn Long. Đấu giá đi. Thang có ý nghĩa gì ạ? Dạ vâng, thì Thang là nơi quê hương của em. Đấy em bảo ngay từ đầu mà. Em sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh. Đấy em bảo mà. Đa số mọi người đều đoán đúng hết. Chỉ có mỗi anh Long là đoán bằng đen thui thôi. Tại vì anh đâu biết được chương trình lúc vậy lúc khác. Sợ ma thì hét lên nhiều. Hay là suýt xem phim ma. Không, tức là sợ ma cho nên hét nhiều ấy. Hét nhiều rồi là coi như là... Này cái gì? Nhờ cái hét hò đó mà mới biết được là kỹ thuật thanh nhạc của mình là thượng thừa. Này hạt. Nảy hạt thì tôi nghĩ là cái bạn này á, gia đình chắc có lẽ là làm đồng làm ruộng gì, trồng là cái gì đó về một cái hạt gì đó để mà nuôi con lớn khôn. Nhưng mà con thì lại rất là thích hát, mê hát lắm, mê hát vô cùng. Dạ là bởi vì là ngày xưa nhà con làm nông cho nên là gieo hạt cho nên là nảy hạt ạ. Trời, nhiều khi tôi nói bậy mà nó không đúng à. Thấy chưa? Ôi, ông Long hay quá. Trời ơi, đừng có giỡn dạ, nha. Dạ, đấy là người ta thì nói thế ạ. Dạ, nhưng mà con thì đấy là một kỹ thuật trong trèo ạ. Đó. Thì cũng là đúng luôn. Qua tới ông Lâm Khánh luôn rồi. Thế thì đó, cái kỹ thuật đó có liên quan gì đến bạn nào? Dạ, em thì xuất thân thì là từ diễn viên chèo. Dạ. Bạn này là ca sĩ của một trại hòm. Chuyên đi hát đám ma. Trại hòm. Đám ma ở miền Nam lúc nào cũng nếu nhà khá giả sẽ mời một cái đội kèn tây đến để hát những bài tình cha nghĩa mẹ hoặc là những cái bài chia ly để mà tiễn đưa cái người đã khuất. Và anh này là ca sĩ trong cái dàn nhạc kèn tây đó. Thì sau khi mà đi hát cho một đám tang của một gia đình đó, thì gia đình đó có mời rất là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đến tới viếng tang rất là đông. Và anh này hát ở trong đám tang đó với cái nhạc kèn tây đó. Thì các ca sĩ nói, ôi trời ơi, giọng hát gì mà hay quá vậy? Tại sao không biết hát chuyên nghiệp mà đi hát đám tang vậy? Thì bạn này mới nói rằng, dạ em cũng đang chuẩn bị ra một album. Hy vọng rằng khi em ra album này, đưa lên YouTube, em mời các anh em nghệ sĩ đến
để mà chung vui với em trong cái ngày ra mắt album đó. Và cuối cùng 400 anh em nghệ sĩ đến dự cái ngày gọi là ra mắt cái album đó. Ngày xưa lúc A Tuân học cấp 3 thì lúc đó A Tuân rất là mê hát, nhưng mà gia đình không ủng hộ. Gia đình thích là tự hào về học giỏi. Thế là em theo nghề hát thì gia đình từ mặt em. Thế là em tự lên Sài Gòn, tự đi làm công nhân, làm thuê, tự học nốt cấp 3. Rồi ở trọ một cái phòng trọ 6-7 người. Và ở chung với anh chị lớn thì các anh chị em không có động đậy được trong đó. Tại các anh chị la, em phải cầm đàn ra học hát dưới nghĩa địa Bình Hưng Hòa, dưới ánh đèn đường. Thế còn dự kiện thứ hai ạ? Dự kiện thứ hai 400 nghệ sĩ là năm 2013 thì A Tuân có sáng tác ca khúc Phận Làm Con và có sự góp mặt của 400 nghệ sĩ Việt Nam hải ngoại. Ở trong đó có anh Quang Hà ở đây là một trong những người đó. Cá rô là bạn này ngày xưa ở dưới quê, ba mẹ hay cho ăn cá rô. Có một ngày đó bạn này ăn cá rô bị bắt xương, chịu không nổi mới kêu thầy Lợi móc xương ra. Ai ngờ móc xương ra cái là phát hiện ra bạn này có một cái dây thanh đới rất lạ. Là móc luôn cái dây thanh đới ra luôn mới thấy được. Móc dây thanh đới ra thấy quá lạ. Sau khi mà móc được cục xương đó ra rồi thì bạn từ đó trở đi tự nhiên thích hát, chứ ở đó không biết hát. Nhờ con cá rô đó mà biết hát. Và sau khi mà biết hát rồi, cha ở dưới quê, mẹ ở dưới quê thấy ồ, con thích hát quá, cho con lên đầu quân kịch của Hồng Dân. Thích hát mày lại đi học kịch. Bộ phim Thương Con Cá Rô Đồng, trong bộ phim đó thì em đảm nhận nhân vật Út Lành. Trước đây khi còn bé thì em may mắn được vào nghề khá sớm. Từ lúc 9 tuổi là em đã bắt đầu được đi đóng phim rồi. Khổ là nhà này đất nhiều. Là nhiều đất hả? Nhiều đất, nhiều màu. Nhiều màu là đất, trồng nhiều cây ăn trái. Nhiều hoa màu. Cảm ơn lâu. Dữ kiện đầu tiên là thổ. Thổ, nghĩa là dân tộc thổ ạ. Dạ. Em là một người con dân tộc thổ, sống ở miền Tây phía Bắc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ạ. Dạ. Thổ ở đây là dân tộc thổ. Chúng ta đến với dữ kiện thứ hai đi. Là em có thể hát được khá nhiều dòng nhạc ạ. Đâu có, hồi nãy anh Long đoán là nhà bạn chồng nhiều rau củ. Có khi là bạn hát chào cờ nhiều. Chào cờ nhiều quá. Xong rồi tự nhiên cái bạn phát hiện ra là ụt, cái giọng mình hát cái dòng nhạc bài này hay quá. Tại sao được hung hôn thế thì hay bây giờ này? Là mình phải làm đi ca sĩ. Làm ca sĩ thôi. Dạ, đầu tiên là cờ. Xin bật mí với tất cả anh chị. Dạ, tên thật của em ạ. Tên đầy đủ của em là Lâm Văn Cờ. Mà cái từ Liêu Kỳ là từ đâu ra? Chữ Liêu trong nghệ danh của em đó là quê hương của em là ở Bạc Liêu. Liêu. Dạ, và em mới ghép cái chữ Bạc Liêu với lại tên của em thành nghệ danh với mong muốn là giới thiệu đến mọi người là quê hương của em và chính con người của em. Tình yêu đó riêng cho
cho ta gặp nhau. Từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, có chăng lòng anh đã bao ngày. Người ơi xin lắng nghe mệt con tim anh muốn nói, tình yêu đó riêng trao em một đời mãi không quên. Bài hát tăng lên mơ hơi tình khát khao, đời bao sóng to trong cơ anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Quý vị vừa theo dõi lại tiết mục của Vũ Đức Mạnh, một giọng hát đầy cảm xúc, nhiều trải nghiệm. Và Khanh nghĩ rằng điều đó xuất phát từ chính cuộc sống của anh, khi anh đã chấp nhận từ bỏ công việc ổn định là ước mơ của rất nhiều người, vượt qua cả rào cản của gia đình để quay trở lại với niềm đam mê ban đầu của mình, đó chính là âm nhạc. Và Khanh nghĩ rằng tất cả những điều đó đã tạo nên một phần trình diễn rất ấn tượng của Vũ Đức Mạnh, mặc dù anh không giành được giải nhất tại sàn chiến giọng hát của thứ 5. Thưa quý vị, và đối lập lại với Vũ Đức Mạnh, ngay bây giờ sẽ là một tiếng hát rất trong trẻo với một phong cách biểu diễn rất là hồn nhiên của một cô bé tuổi đời còn rất trẻ. Tuy không giành được giải nhất tuần nhưng phần trình diễn này đã thuyết phục được ban đấu giá cũng như là tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình. Ngay bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức lại ca khúc Chuyện tình La Lan qua tiếng hát Tiểu Bình. Chị
đau thương nên nàng chưa biết buồn. Bao trái trắng đang si mê chờ lọt vào đôi mắt đẹp, thường nhảy múa ca tụng nàng trong những đêm hội làng. Và thưa quý vị, bên cạnh Vũ Đức Mạnh cũng như là Tiểu Bình thì Khanh cũng muốn gửi đến tất cả các người chơi còn lại trong chương trình, dù kết quả tham gia chương trình như thế nào, hy vọng rằng tiếng hát của các bạn sẽ ngày càng bay cao, bay xa hơn nữa và tiếp cận được đến nhiều quý vị khán giả hơn nữa trong tương lai nhé. Và tiếp theo, Khanh mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một chuyên mục cũng rất là hấp dẫn, đó chính là những màn phụ diễn vô cùng ngẫu hứng đến từ các thành viên trong ban đấu giá hoặc bất kỳ ai có mặt trong chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Và biết đâu, sự vô tình này lại tạo nên một tiết mục rất ấn tượng cho các người chơi thì sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Buồn vui của ngày hôm qua ta mang theo. Em chờ em mong em hy vọng. Forever looking nhìn trong tình yêu tình như phép màu. Xóa hết ký ức yêu thương sẽ cùng bao bờ lo u sầu. Để ta được sâu lời bao mà nghi ngờ cho đau đầu. So if I say marry me baby don't just say no. Oh Kim, 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 come on girl. Chevy lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take a part. A shit. Trời đó cô, giọng ca nó như nuốt đĩa vậy bà nội ơi. Ơi câu vì anh cho mùa xuân anh trở lại. Em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đỏ xưa. Quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao diều gọi trăng lên. Tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy. Hôm nay em mặc một chiếc vest đẹp. Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tu cầu. Và thưa quý vị, những phút giây ngẫu hứng của các nhà đấu giá khi hỗ trợ hết mình cho tiết mục của các người chơi, Khanh nghĩ rằng đó là một nét điểm xuyến để tạo nên màu sắc và thú vị hơn cho các tiết mục. Và bây giờ hãy cùng Khanh theo dõi ca khúc Trăng Dưới Chân Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh qua tiếng hát của người chơi Thu Hương là một ví dụ. Em mơ mình thấy trên con phố nhỏ ta đã từng qua.
đôi lần ướt mưa, nhớ mây cho vừa vòng tay ấm, những hẹn hò thoáng. Gần với em như chưa hề rời xa. Có ai bảo với em gió xuân sẽ làm thôi nhớ về anh. Cánh hoa nào cũng bay, tháng năm không chờ người thôi nhớ. Nghĩ đến điều ấy. Khương xin chào các quý vị đang theo dõi tập đặc biệt của Sàn Chiến Giọng Hát mùa 5. Một cảm xúc rất vui và hạnh phúc với phần trình diễn của mình. Và có lẽ rằng đây là một phần trình diễn mà Hương cảm thấy cũng rất là hài lòng. Và sau khi tham gia chương trình này, Hương đã học hỏi được cho mình rất nhiều kinh nghiệm với những đóng góp, những ý kiến của các anh chị trong ban đấu giá. Đó là một niềm vui và niềm hạnh phúc cho những người tham gia chương trình.
Và sau khi tham gia chương trình thì Hương thấy mình càng ngày càng trưởng thành hơn, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Và với những ca khúc mà Hương biểu diễn thì nhận được những sự ủng hộ rất tích cực đến từ các khán giả. Từ đó để Hương có thêm nhiều động lực để thực hiện các mục tiêu âm nhạc trong thời gian sắp tới. Và Hương thấy đây là một sân chơi rất bổ ích cho tất cả các bạn trẻ yêu âm nhạc, để chúng ta có thêm được nhiều định hướng hơn nữa trên con đường sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng Khanh theo dõi một trường hợp cũng rất là thú vị trong sàn chiến giọng hát. Đây là một cô gái Hà Thành đã gác bỏ niềm đam mê âm nhạc trong một khoảng thời gian rất dài để thực hiện thiên chức làm mẹ và vun vén cho hạnh phúc của gia đình. Và Khanh thật sự rất vui khi sàn chiến giọng hát chính là nơi mà cô đã lựa chọn để quay trở lại giới thiệu tiếng hát của mình đến tất cả quý vị khán giả. Và ngay bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức tiếng hát của Thanh Thảo. Ngày gió kề ai nghe
Lời đầu tiên cho phép Thanh Thảo xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất tới các quý vị khán giả đang theo dõi tập đặc biệt của chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Thanh Thảo biết đến ca khúc Nàng Thơ Xứ Huế cũng đã rất lâu rồi, với ca từ rất là thơ, giai điệu đẹp và trong sáng. Thảo cảm giác là rất hợp với giọng của mình. Thế tuy nhiên là mình chưa có dịp để biểu diễn cái ca khúc này. Và khi biết tin là được chọn vào vòng ghi hình của chương trình Sàn Chiến Giọng Hát thì lúc đấy Thảo lại đang có một chuyến công tác ở Huế và ngồi bên cạnh dòng sông Hương và cũng suy nghĩ mình sẽ hát ca khúc nào, thì Thảo đã bất giác nhớ đến bài Nàng Thơ Xứ Huế và đã chọn bài hát này cho phần biểu diễn của mình. Khi phần biểu diễn của Thảo được phát sóng trên chương trình Sàn Chiến Giọng Hát thì đã có rất nhiều các bạn khán giả nhắn tin và gọi điện cho Thảo. Trong đó có một khán giả ở Huế đã nhắn cho Thảo một cái tin là: Thảo ơi, mình đã nghe bài Nàng Thơ Xứ Huế cả một buổi mà không thấy chán. Cảm ơn Thảo vì đã đem lại một bài hát rất là nhiều cảm xúc như vậy. Những cái tin nhắn, những cái lời động viên của khán giả như vậy thì đã làm cho Thảo phải suy nghĩ rất là nhiều. Suy nghĩ về việc mình phải nghiêm túc trở lại với ca hát. Và trong tương lai gần thì cụ thể là trong năm nay, Thảo sẽ cố gắng sắp xếp giữa công việc và gia đình để có thể đi thu âm nhiều hơn, để những khán giả mà yêu thích giọng hát của Thảo thì có thể nghe mọi lúc mọi nơi được ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một nhân vật rất là đặc biệt. Anh là một người con của Nghệ An, đi theo tiếng gọi của tình yêu, an cư lạc nghiệp cùng với vợ của mình nơi vùng cao. Và anh đã có một tiết mục rất ấn tượng, bởi vì đây là một bài hát do chính anh sáng tác và ca từ, giai điệu của bài hát này đã chạm được đến trái tim của tất cả quý vị khán thính giả. Và nhân đây Khanh cũng muốn chia sẻ niềm vui của mình cũng như là sự hãnh diện của chương trình Sàn Chiến Giọng Hát khi tiết mục này đã đạt được sức lan tỏa rất mạnh mẽ trên các nền tảng xã hội, đặc biệt là đạt được top 1 âm nhạc thịnh hành trên nền tảng YouTube. Tính đến nay, lượt xem đã hơn 40 triệu. Và nhân vật đó là ai? Khanh mời quý vị cùng gặp gỡ. Báo xin kính chào toàn thể quý khán thính giả đang xem Sàn Chiến Giọng Hát năm 2024. Áp Báo được một người cháu, đó là cháu Đào Ngọc Sang, là ca sĩ, giới thiệu cho Áp Báo biết được là chương trình của Sàn Chiến Giọng Hát là một sân chơi rất là lớn và đầy thử thách, cho nên là cũng rất là mong muốn là được thử một lần. Từ thời điểm Áp Báo được top 1 ở trên nền tảng YouTube thì Áp Báo không biết phải tả như thế nào. Thực sự Áp Báo rất là hạnh phúc và rất là vui khi mà giọng hát của mình được lan truyền từ các nền tảng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok và các nền tảng khác và được rất là nhiều triệu lượt xem. Và vừa rồi Áp Báo được lưu diễn 15 nước ở châu Âu và được phục vụ bà con Việt Kiều đang sinh sống và đang lập nghiệp, những người yêu âm nhạc hay những người đam mê ca hát muốn gửi tới quý khán thính giả thì nên tham gia chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Mọi người sẽ được thỏa sức đam mê, sẽ được trải nghiệm. Sàn Chiến Giọng Hát đã mang lại cho Áp Báo rất là nhiều niềm vui khi mà được top 1 của YouTube. Rất là vui và hạnh phúc khi mà giọng ca của Áp Báo được mọi người biết đến rất là nhiều. Áp Báo cảm ơn chương trình. Và sau đây Áp Báo xin được kính mời cả nhà cùng trải nghiệm và cùng xem lại chương trình tập 9 Sàn Chiến Giọng Hát do Áp Báo thể hiện trên Sàn Chiến như thế nào.
Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lữ anh ở bên vui. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Cù sẵn cù khoai môi chặt mà nặng, thương anh rồi nhớ đời nghe em. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông, có lái đò xưa nay tròn mười tám. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi câu vì anh trao, mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đỏ xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao diều gọi trăng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy. Anh ở cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đò xưa. Hay quá. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Cù sẵn cù khoai môi chặt mặn, thương anh rồi nhớ đời em. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông, có lái đò xưa nay tròn mười tám. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi câu vì anh trao, mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đỏ xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao diều gọi trăng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy. Anh ở cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đò xưa. Mùi hồng ơi, chi đo lỡ duyên tình. Người ơi thương nhớ, nên anh đi tìm câu vì. Sông
Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam, một tiết mục đã làm mưa làm gió của A Báo trong sàn chiến giọng hát mùa thứ 5. Như Khanh đã chia sẻ, A Báo là một nghệ sĩ rất đa tài và một trong số những sáng tác của anh còn được người chơi Phương Tuệ Trinh, cũng là một người chơi của sàn chiến giọng hát mùa thứ 5, lựa chọn thể hiện và đã xuất sắc giành giải nhất tuần. Ngay bây giờ Khanh mời quý vị sẽ cùng nhau thưởng thức lại sáng tác này nha. Bến Tam Xoa, ai ơi có phê hồng lì.
Lời đầu tiên cho phép Tuệ Trinh xin được gửi lời chào tới tất cả quý khán giả đang xem chương trình Sàn Chiến Giọng Hát tập đặc biệt. Khi mà lần đầu tiên Tuệ Trinh được nghe ca khúc Hà Tĩnh Quê ơi ở trên YouTube thì đã rất là ấn tượng, bởi vì Hà Tĩnh là cái nôi mà đã giúp Trinh phát triển nghệ thuật đến được như ngày hôm nay. Cho nên là khi mà nhận được lời mời tham gia chương trình thì Trinh đã ngay lập tức chọn ca khúc Hà Tĩnh Quê ơi. Và điều đặc biệt hơn nữa đó là ca khúc này được sáng tác bởi một anh nhạc sĩ cũng quê người Nghệ An giống Trinh, đó là nhạc sĩ A Báo. Nó giống như là một cái duyên trời định ấy. Hôm đó thì Trinh đã được gặp anh A Báo và không ngờ rằng là hai anh em đã chung trong một chương trình, đó là Sàn Chiến Giọng Hát. Hai anh em thì đều là người con của mảnh đất Nghệ An và em coi đó như là một phần quà mà hai anh em muốn gửi tới quê hương. Và bản thân Trinh cũng rất là bất ngờ khi được nhận lượt bình chọn cao như vậy. Phần trình diễn ca khúc Hà Tĩnh Quê ơi đang rất là được mọi người đón nhận và yêu mến trên các nền tảng mạng xã hội. Và điều này khiến cho Trinh cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là tự hào, bởi vì mình đã dân ca xứ Nghệ đến với mọi người nhiều hơn. Với Trinh, đây là một sân chơi âm nhạc hoành tráng, hội tụ những giọng ca và màu sắc âm nhạc khác nhau. Và Trinh tin rằng trong tương lai sẽ có những màu sắc âm nhạc mới lạ và độc đáo xuất hiện ở chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Và đến đây thì tập đặc biệt thứ tư của Sàn Chiến Giọng Hát xin phép được khép lại. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị đã dành cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau cũng 20:30 thứ năm trên kênh VTV3. Chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện. Và như thường lệ, để chia tay quý vị, chúng tôi có một món quà là một ca khúc top ca được gửi đến từ các người chơi trong chương trình. Tôi yêu xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày và yêu điện vắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Hàng dừa và yêu trẻ thơ, bữa cơm canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mị và tôi cũng yêu em. Yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan, yêu em rộn ràng, yêu em nồng.